Chào các bạn đến với kênh của mình Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một số Casio thích phân có ba ảnh thì Trước khi bắt đầu video bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể nhận thông báo về những video mới nhất cũng như là để ủng hộ cho mình nhé Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Thì phần lý thuyết của cái này cũng tương tự như Casio thích phân có hai ảnh Nếu bạn chưa xem phim đó thì mình sẽ để liên kết tại đây Bây giờ mình sẽ đếm đến với các bài tập áp dụng. với câu đầu tiên, thì sau khi học đề, thì các cái bước đầu tiên chúng ta phải làm không cần suy nghĩ nhiều. Đó chính là gì? Chúng ta phải nhập cái vết trái vào bên trong máy tính như sau. Đó chính là gì? Tích phân từ 3 đến 4 một trên x bình cộng x. Mình bằng rồi, sau khi chúng ta có kết quả này mình sẽ gắn vào biến A. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm việc với biến A. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng các công thức biến đổi logarit như sau. Đó chính là gì? A chính là bằng ln của hai mũ A mình đưa cái phần số A lên trên mũ cộng ln của 3 mũ B cộng lại ln của 5 mũ C như thế này. Đó chính là bằng ln của hai mũ A nhân 3 mũ B nhân cho 5 mũ C. Thì mình sẽ suy ra được đó là gì? E mũ A chính là bằng cái gì? đó chính là bằng 2 mũ A nhân 3 mũ B nhân 5 mũ C. Đây còn phải lưu ý cho mình E mũ A bằng 2 mũ A nhân 3 mũ B nhân 5 mũ C thì các bạn lưu ý cho mình do A B C là các cái số nguyên cho nên thường E mũ A này chắc chắn phải là một số hữu tỷ các bạn lưu ý cho mình Nghĩa là sao nó là một số khá là đẹp đấy thường nó sẽ ở dạng phân số rồi bây giờ là mình sẽ nhập vào máy E mũ A hay chắc chắn là một kết quả rất đẹp 16 phần 15 Nhớ kỹ cho mình Đó chính là bằng cái gì? Đây là bằng 16 phần 15 Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng phân tích đa thức nền nhân tử Rất là dễ Chính là gì? 16 thì mình sẽ viết thành là 2 mũ 4 chẳng hạn 15 là 3 x 5 Thì mình viết cái hàng ngang nó ra luôn là 2 mũ 4 Nhân 3 mũ trừ 1 Nhân cho 5 mũ trừ 1 như thế này Ở đây mình sẽ kết luận được đó là A A bằng 4 B bằng C Bằng trừ 1 như thế này A bằng 4, B bằng C bằng trừ 1 Vậy thì A cộng B cộng C 4 trừ 1 trừ 1 là bằng 2 Làm chính xác đây chắc chắn là phương án A Rồi, mình sẽ tiếp tục Và bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo Thì câu này mình sẽ làm tương tự như câu ở trên Đó chính là cái vẽ bên trái Mình luôn luôn mình sẽ bấm máy trước Đây, mình có máy tính ở đây Mình sẽ nhập vào máy tính Nó chính là gì? tích phân từ 1 đến 3 LNx chi cho x cộng 1 tất cả bình phương rồi mình mới phím bằng đây và mình sẽ gắn vào biến A đây mình đã lưu kết quả với trái của tích phân vào biến A rồi các bạn lưu ý cho mình đó chính là gì A nó sẽ bằng A phần b LN3 trừ CLN2 như thế này rồi thì đến đây thì làm tương tự câu trước mình sẽ sử dụng các công thức biến đổi đó chính là ln của 3 mũ a chia cho b trừ cho ln của 2 mũ. Bây giờ mình sẽ đưa ra cộng cho 2 mũ trừ c như thế này thì chúng ta sẽ dễ giải quyết hơn khi chúng ta có phép cộng. Đó bạn lưu ý cho mình cái này chính là bằng cái gì? Bằng ln của 3 mũ a chia b. Bên đây là nhân cho 2 mũ trừ c nắm một cái ngoặc lại như thế này. Rồi bây giờ mình suy ra được đó chính là điều gì? Mình lấy e mũ hai vế lên, e mũ a bằng 3 mũ A chia B nhân cho 2 mũ trừ C như thế này Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng máy tính làm việc rồi bấm cho mình như sau Đó chính là bấm E mũ A thì như các bạn thấy được thì nó là một kết quả rất là xấu cho nên mình sẽ stone vào A mình sẽ đè lên đến A luôn Đó chính là gì cái này chính là bằng A là bằng 3 mũ A chia B nhân 2 mũ trừ C như thế này rồi lý do nó xấu hơn câu trước bởi vì A phần B là một phân thức và trừ c nó cũng là một số âm cho nên khi chúng mẫu nó nhân lại với nhau thì nó sẽ tránh là những cái số vô tỷ nhân lại thì nó sẽ kết quả khá là xấu cho nên để xử lý cái này rất là thoải mái đó chính là bây giờ mình sẽ chia qua các bạn lưu ý cho mình như sau đây mình sẽ suy ra được đó chính là gì a chia cho 2 mũ trừ c mình chia 2 mũ trừ c qua chính là bằng 3 mũ a chia cho b như thế này bây giờ mình sẽ lấy lót 3 hai vế để suy ra được đó chính là gì lót ba của A chia cho 2 mũ trừ C chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng A phần B như thế này. Bởi vì A phần B là, Rồi, các bạn lưu ý cho mình, mình sẽ nhập vào máy tính log 3 của A chia cho 2 mũ trừ C. Mốc 8. Log 3. Rồi, log 3 của A chia cho 2 mũ trừ C. Mình sẽ đặt là x. Mình sẽ chạy C như biến x. Và A phần B chính là fx. Rồi, mình bấm phím bằng, mình sẽ chạy cho nó từ 10 cho đến 10. Bước nhảy là một Bây giờ mình sẽ dò cặp số hữu tỷ nào đẹp thì mình sẽ chọn cái xuống dưới. Đây rất đẹp luôn đây, 0,75 chính là bằng 3/4. nó xảy ra khi x bằng 1, nghĩa là sao? Thì bạn lưu ý cho mình x bằng 1, điều này nghĩa là c bằng 1. C bằng 1 thì a phần b bằng 3 phần 4 là một phân số tối giản vậy suy được là a bằng 3 và b bằng 4 vậy thì mình sẽ đưa ra kết luận rất là quan trọng đó chính là a bằng 3 b bằng 4 và c bằng 1 bài toán kêu là tính a cộng b cộng c 3 cộng 4 cộng 1 bằng 8 cho nên đáp án chính xác đây chắc chắn là phương án a như bạn thấy thì ta sẽ sử dụng các biến đổi logarit cho dạng này sao cho sử dụng chức năng table nếu như kết quả nó quá xấu còn nếu như kết quả đẹp như câu trước chúng ta có thể phân tích nó thành nhân tử thì sẽ nhanh hơn bây giờ mình sẽ tiếp tục Và mình sẽ đến với câu cuối cùng là câu khó nhất của bữa hôm nay Thì trước hết thì chúng ta luôn luôn bấm cái tích phân mà đề cho sẵn vào máy tính trước Như sau Mình sẽ nhập vào máy tính Đó chính là gì? Tích phân từ 0 cho đến ln6 Rồi Của e mũ x Chia cho một cộng căn e mũ x Cộng với lại 3 Như thế này Bấm phím bằng rồi cho sẽ đợi máy tính xử lý nó ra 1,42 46 như thế này bây giờ thì mình sẽ gắn này vào biến A để chúng ta làm việc Stona rồi sau khi chúng ta gắn vào biến A thì cái đề bài nó sẽ trở thành cái gì chính là A chính là bằng A cộng với ln 2 mũ B cộng với ln của 3 mũ C như thế này thì bạn lưu ý cho mình như sau đó chính là chúng ta sẽ rút gọn cái đằng sau là bằng ln của 2 mũ B nhân 3 mũ C rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển cái A nhỏ qua bên kia A lớn trừ A nhỏ đó chính là bằng ln của hai mũ b nhân 3 mũ c rồi mình sẽ e mũ hai vế lên e mũ bên đây sẽ chính là bằng cái gì hai mũ b nhân 3 mũ c thì nó tương tự như câu a 2 mũ b nhân 3 mũ c sẽ là một kết quả rất là đẹp cho nên mình sẽ sử dụng chức năng table để mình chạy cái vế bên trái như thế này chạy vế bên trái với a là X ít và cho sẽ tìm kết quả đẹp để chúng ta làm việc rồi mình đã có máy tính đây rồi và mình bấm mốt 8 mình xin đập máy là e mũ a lớn trừ cho x vào phím bằng rồi x sẽ chạy từ trừ 10 cho đến 10 step là một thế như bạn thấy thì kết quả nó khá là xấu đây sẽ nhìn kết quả đẹp đây wow một cái số rất là đẹp nó nằm ở đây mình kéo xuống dưới thì đây những kết quả nó thập phân rất là dài thì ở đây mình thấy tại x bằng 2 thì nó sẽ ra 0,5625 nghĩa là sao tại a bằng 2 thì 2 mũ B nhân 3 mũ C sẽ bằng 0,5625. Thì 0,5625 thì nó bằng cái gì? Ở đây, bấm máy vào, 0,5625. Wow. Đó là 9/16. Đúng không? 9/16 nó chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng 3 mũ 2 nhân cho 2 mũ trừ 4. Rồi. Tại vì đây là 9 là bằng 3 mũ 2, còn 1/16 là 2 mũ trừ 4. Thì như các bạn thấy mình sẽ suy ra được một điều rất là quan trọng đó chính là gì? A thì bằng 2, B B là 2 mũ trừ 4, vậy B bằng trừ 4 Và C sẽ bằng 2, là 3 mũ 2 Rồi, để bài hỏi là uh, tính A cộng B cộng C 2 cộng 2 cộng trừ 4 là bằng 0 Vậy đáp án chính xác đây chắc chắn là phương án B Như bạn thấy, thì các cái dạng bài 3 biến như thế này thì nó không quá phức tạp Tuy nhiên, nếu như bài cho các dữ kiện như A, B, C là các số vô tỷ hoặc là chúng ta không thể tìm được các hệ thức liên hệ giữa A và B và C thì cái việc Casio này sẽ trở nên vô nghĩa. Những cái bài đơn giản thì ta mới làm được Casio. Còn nếu như những cái bài mà đề bài đã cố tình cho chúng ta không thể nào Casio được thì chúng ta dành phải giải tự luận mà thôi. đó các bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.